Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Giới Chi Thiên ở khu vực Cồn Chông An các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video các bạn ơi, chia sẻ cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo giá ớt ở tại đây để cho mọi người cùng biết và tham khảo để tiện cho việc buôn bán các bạn. Thì kênh em sẽ cố gắng cập nhật giá ớt Chi Thiên ở khu vực Cồn Chông An sớm nhất để cho mọi người cùng xem và tham khảo giá để mọi người biết sớm nhất. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn mình có xem video có bán ớt hay là có biết giá ở đâu thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video ha, để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá từng nơi nha các bạn. Hiện tại ở khu vực Cồn Chông An em thì ớt hiện tại người ta đang trồng loại cái mùa nghịch nha các bạn, đang trồng cũng lai gai cũng ít, đi lại cũng ít, nên là có hôm ngày có quay một số video về ớt mùa nghịch cho các bạn xem đó. Hiện tại trồng cũng có đám thì trồng được 20 ngày mấy ngày các bạn, thì cũng chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo. Thì cũng quay trở lại tình hình giới Chi Thiên hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2023. Thương lái ở đây có mua và trả giá ở tại khu vực Cồn Chông An, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Thì với giá Chi Thiên, giá dao động tầm khoảng từ 19.000 cho đến 25.000 đồng trên ký nha các bạn. Cụ thể thì đối với hàng ở chợ thì thương lái mua với giá dao động tầm khoảng từ 19.000 cho đến 21.000 đồng trên ký. Còn đối với hàng ớt tơ xuất khẩu đẹp thì giá dao động tầm khoảng từ 22.000 cho đến 25.000 đồng trên ký nha các bạn. Chủ yếu thì em chỉ quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo giá ớt tại khu vực Cồn Chông An thôi ha. Thì cũng mong mà quý anh chị và các bạn nào có xem video có bán ớt hay là có biết giá ớt đâu thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video ha. Mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá từng nơi nha các bạn. Thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.